Tiếp tục câu chuyện hôm nay liên quan đến vấn đề cộng sản nằm vùng, nhiều người gọi là thế, còn riêng tôi thì không gọi là cộng sản nằm vùng. Riêng tôi thì cho rằng đây là một cái sự gọi là bất lực của những người dân cử. Câu chuyện xảy ra trong một thành phố tôi không muốn nói tên. Trong đó có cả thị trường người Việt, có cả các nghị viên 2-3 người, mà lại để cho một tên nghị viên khác, tôi cũng lại không muốn nói tên, lên trên Facebook viết thẳng rằng là đã đến lúc chính thức thành phố Westminster đã đổi tên từ Little Sài Gòn qua tên của một dâm tặc. Tôi cũng là không muốn nói tên. Và cái tên súc sanh dâm tặc này thì được cái tên nghị viên kia ca tụng và để thay đổi cho cái đời sống thủ đô tị nạn của hơn 1 triệu người Việt Nam của chúng ta lưu vong. Thế thì khi câu chuyện nó đổ bể ra thì anh chàng thị trưởng cũng như là mấy chị chàng, anh chàng nghị viên lo khổ vì bị dân chúng chửi rủa. Rủa là đúng chứ. Tại sao lại ăn tiền của dân rồi trở thành nghị viên mà lại đi lên Facebook đăng về cái tin đưa một tên dâm tặc súc sanh để thay thế cho một thành phố. Đó là vừa sự ngớ ngẩn, ngố rừng và dại dột. Vì cái chuyện không bao giờ có thể xảy ra ở đây được. Quý vị, tuy rằng người Việt ở đây họ không đoàn kết, đó là điều chính. Bằng chứng là 2-3 cộng đoàn, 2-3 cộng đồng, đúng không? Rồi đảng phái lung tung beng, tổ chức này, tổ chức nọ. Nguyên cái tượng Trần Hưng Đạo cũng lại có 2 tượng Trần Hưng Đạo. Thì đó là một cái điều rõ ràng là không có đoàn kết. Nhưng mà cái vấn đề chống cộng thì họ lại đoàn kết. Là vì họ ăn vào xương tủy rồi. Bởi vì những cái tên dâm tặc kia, súc sanh kia, nó đã làm cho dân Việt Nam đau khổ. Không phải hôm nay, không phải hôm qua, mà từ 1930 đến bây giờ, hàng triệu sinh linh oán hờn ngút ngàn lên trời xanh. Chưa có một cái lũ súc sanh nào mà lại giết người đồng loại. Những cái bọn này tôi không muốn nói tên, nó bẩn miệng đi. Thế thì có một chị nghị viên nói rằng là đưa ra cái thông cáo để mà lên án condemn anh chàng cà chớn này. Anh chàng này gọi là anh chàng cán ngố. Là vì chọc giận cho thiên hạ. Thì cái chị chàng nghị viên này nói rằng là chúng tôi cực lực lên án cùng với anh chàng thị trưởng nó với lại mấy anh chàng nghị viên khác. Toàn là cái thứ gọi là gà mò, gà mờ. Nếu không nói là đầu gà. Cái tên mà đưa lên trên Facebook nói rằng thay thế cái tên súc sanh dâm tặc kia vào cái thủ đô tị nạn của người Việt, đó là một tên đầu gà. Đầu gà phải gì đó thì tôi không biết, quên rồi. Nhưng mà những anh tên nghị viên khác và thị trường khác thì cũng lại thuộc vào loại ngố rừng. Vì mình làm việc mà không hiểu được cái đồng môn của mình, đồng nghiệp của mình, đồng lưu của mình, họ nghĩ gì và làm gì. Để đến lúc xảy ra xong rồi mới ùn nhau lại để mà lên tiếng la làng. Cái đó là cái hành động nó không đem lại cái kết quả gì cả. Phải tìm ra một solution, một giải pháp hay nhất. Rất nhiều khán giả gọi Dương Dương là Hải, giáo sư à, tại sao họ không biết bắt chước dân Mỹ? Vì quý vị nhớ là dân Mỹ có một tên gọi là tên gì nhỉ? Gray Davis. Gray Davis là một thống đốc của tiểu bang Cali, cũng là đảng Dân Chủ. Làm nhiệm kỳ 1 quá hay, đến nhiệm kỳ 2 xảy ra cái vụ điện lên giá quá đắt. Đã bị dân Mỹ nó bỏ phiếu tổ chức đưa cho referendum, một cuộc trưng cầu dân ý, recall, tiếng Việt mình gọi bình dân là chốt phế. Thế thì ở đây có cả triệu người cơ mà, thế thì tại sao không biết đưa ra cái đề nghị với những cái tên gọi là từ thị trưởng đến nghị viên? Tại sao không có động não mà nghĩ ra rằng mở một cuộc bỏ phiếu triệu hồi tống cổ cái tên nghị viên cà chớn kia đi, để làm bài học cho những cái tên nghị viên khác đừng bao giờ cà chớn. Nói theo cộng sản, cà chớn chạy đầy đường,
Thì quý vị nhớ những cái tên nghị viên mà nó vận động cho Trung Cộng bên Tàu và làm ăn ở Galago. Đấy, cả một cái building 8 tầng, nó để là gì? Shanghai Construction Group. Đó là cái công ty về kiến trúc của Thượng Hải. Cũng do một tên nghị viên cả chớn ở đây vận động và làm. Rồi lại đưa lên cả Sacramento vận động với một tên dân cử người Việt đàn bà để mà áp phe đưa Tàu Cộng vào để kiếm chút cháo lại quả. Và cái tên đó giờ cũng mất việc luôn rồi. Thế thì quý vị thấy không, cái đất Mỹ này không thể cà chớn được. Quý vị muốn làm ăn cho ngon lành phải làm thật và nghĩ thật. Đừng bao giờ lấy phải thưa mà che mắt thánh cả. Thì biểu đối với cái tên này, cái nguyện vọng hay nhất là phải recall, phải có một cuộc bỏ phiếu chốt phế. Thì đó là việc làm của ai? Việc làm của thị trưởng, việc làm của nghị viên, đưa ra cho dân chúng bỏ phiếu, có vậy thôi. Công chuyện rất là đơn sơ. Đừng có làm to chuyện mà rồi chẳng đi đến đâu. Đó là một câu chuyện. Rồi chúng ta lại qua một câu chuyện khác ở Hồng Kông. Hồng Kông trong suốt mấy tuần nay, từ mùng 9 tháng 6 đến bây giờ, biểu tình liên tục. Có lúc vài trăm nghìn người, có lúc lên đến cả triệu người. Và đến bây giờ họ lại quyết định tối thứ tư là tối mai, họ sẽ có một cuộc biểu tình, đại biểu tình, xuống đường hàng triệu người. Tại sao? Là vì ngày mốt, tức là thứ năm, thì các cái vị lãnh đạo của G20, của các 20 quốc gia tân tiến trong ngành kỹ nghệ của thế giới sẽ đến Nhật Bản, Osaka để họp một cái diễn đàn về kinh tế toàn cầu. Thế thì dân Hồng Kông lợi dụng, cũng là một cái dịp hay cho dân Hồng Kông để cho cả lãnh tụ thế giới, các anh ngồi họp với nhau nói về ăn uống, nói về vấn đề kinh tế, tức là nói về vấn đề chính trị. Nếu như Tập Cẩm Bình nó đưa ra cái chiêu bài các anh đừng bàn đến chuyện của nước tôi, mà nếu các anh ngố dừng không dám bàn thì các anh đâu có phải là lãnh tụ. Bởi vì sao? Tập Cẩm Bình nó là trong một cái cơ chế quốc tế. Nó xin gia nhập WTO, tức là kinh tế thế giới. Nó xin gia nhập Liên Hiệp Quốc. Tàu Cộng nó là thành viên của Hội đồng Bảo an, mà nó còn là một trong những năm thành viên thường trực. Mà các tê đó là công lao của các tê của dân chủ, đã đưa Cộng sản của Tàu vào trong Hội đồng Bảo Liên Hiệp Quốc, thay thế cho Trung Hoa Quốc gia của thống chế Tưởng Giấy Thạch. Đấy là một cái sự bất nhẫn của cái đảng dân chủ, làm cho thế giới khinh nước Mỹ, bất tín. Thế thì Tập Cận Bình mà nói rằng ô, đây là cái việc nội bộ của chúng tôi không muốn ai xem vào. Thế thì Tập Cận Bình vô tình đã trở thành một cái tên chết nhát. Mà nếu không phải là chết nhát, là một cái tên ma đầu. Mà đến giây phút đó thì theo lời tuyên bố của ông gọi là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Dân quyền, gọi là Civil Human Rights Front, ông ta có cái tên là Jimmy Sham. Ông này cũng là gốc người Do Thái. Và ông ta tuyên bố rằng là nếu như Tập Cẩm Bình nó không được đem ra cái vấn đề này bàn trong ngành G20, thì bọn Tập Cẩm Bình nó rút ra khỏi Liên Hiệp Quốc. Chính xác. Anh đã tham gia cuộc chơi thì anh phải tuân lệnh của thế giới. Còn anh cảm nghĩ anh không cần thế giới thì anh về nhà anh lắp mền hô sung phong với vợ anh đi. Là vì thế giới không cần cái loại người bẩn thỉu này. Tại sao vậy? Là vì người dân Hồng Kông người ta biểu tình có chính đáng. Và ngày 9 tháng 6 vừa rồi cũng là mụ già lẩm cẩm Carrie Lam, là một cái tên tổng quản lý Hồng Kông do Tập Cẩm Bình đề cử, nó đưa ra cái luật là phải dẫn lộ về Tàu Cộng những người tội phạm chống Cộng sản Bắc Kinh. Mà nếu dẫn về với Tàu Cộng thì quý vị biết từ chết cho đến chết, con người không được hưởng những quy chế văn minh của nhân loại mà sẽ bị Tàu Cộng tiêu diệt. Và đấy là một sự kiện dân Hồng Kông có 9 triệu mà cả hơn 2 triệu người đã đi biểu tình. Cuối cùng
mụ già Kerilem phải đầu hàng, xin lỗi đến hai lần và tuyên bố dừng ngay cái luật dẫn độ vô điều kiện. Dân chúng Hồng Kông vẫn chưa chịu. Họ đòi là tất cả những cái việc này do cái mụ già làm thì mụ phải từ chức và phải ra lệnh bắt những thằng cảnh sát, công an mà đã từng đánh đập những người đi biểu tình. Điều thứ ba, phải thả hết 32 người mà chúng bắt. Chúng ta phải công nhận dân Hồng Kông nó ở với nước Anh nó cũng văn minh ra. Nó không có ngố rừng như 1.200 triệu dân ở đại lục. Quý vị thấy không? Nó không ngố rừng như mấy chục dân ở Bắc Triều Tiên. Nó không ngố rừng những dân cộng sản Cuba. Nó không ngố rừng như những cái dân cộng sản khác. Tôi không muốn nói tên bảo tôi ghét. Cho nên Hồng Kông rất hay và rất thành công trong cái quyết chuyện biểu tình vừa rồi. Đến hôm nay Tập Cận Bình lại càng không dám đụng đến, là vì G20 thứ 6 và thứ 7 này ở Osaka. Đấy là một cái tin vui mà cũng là một cái chuyện lớn để chúng ta mừng cho dân Hồng Kông. Trong G20 này, thằng Tập Cận Bình mà nó không đem ra nó cũng chết, mà nó đem ra nó lại càng chết. Buồn buồn, Donald Trump là một con người nói thẳng. Hỏi Tập Cận Bình một câu biểu tình Hồng Kông, Hồng Kông rất nghẹn ngào mà không trả lời. Thì khi đó Tập Cận Bình chỉ có là từ chết tới bị thương. Và đấy cũng là một cái dịp hay cho thế giới thấy rằng dân Hồng Kông giờ này họ đã bắt đầu văn minh hơn. Bằng chứng là họ đi biểu tình không có người cầm đầu. Hay không? Tập Cận Bình không có thể đi bắt cho đêm đi mỏ tôm những người lãnh tụ. 2 triệu người đều là lãnh tụ cả. Thì đó là một cái lối văn minh nhất trong biểu tình. Ước mong những cái dân nghèo nàn khác được Thượng Đế soi sáng cho học theo đường lối của Hồng Kông. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi lại xin tạm dừng vài phút để gửi đến quý vị một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị.